Đức Kitô đã đầu tiên tự hạ. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Phong Đồ gửi tín hữu Philippe: Thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không bị phải gặp thuyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ,
Bây giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đệ tử ấy rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù về quạt vào đây. Đệ tử nói: thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đệ tử: ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đây cho đầy nhà ta, cho ta. Tôi nói cho anh các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ để sự kỳ quý của tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi qua, lời khen Chúa. Bây giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù què quặt vào đây. Tôi nói thật cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ dư tiệc của tôi. Thì thưa các bạn, bữa tiệc nước trời là một trong những cái minh họa để cho chúng ta có thể cảm nhận được cái bữa tiệc này là một bữa tiệc của đấng cứu thế, bữa tiệc của gọi là cái ơn cứu độ mà con người có thể được vào. Sách Châm Ngôn đã nói đến bữa tiệc như là một cái ơn gọi, như là một cái lời mời gọi những người được mời đến đó để đổi thác sự bảo vệ, bảo vệ cứu độ của Chúa. Isaia cũng vậy, ngài nói đến cái bàn tiệc của đấng Messiah. Đấng Messiah sẽ đến để rồi đưa người ta, mời gọi người ta vào tham dự vào trong bàn tiệc nước trời. Và tôi cảm nhận bài thánh mừng ngày hôm nay qua cái chủ ngôn về bữa tiệc nước trời, Chúa Giêsu như muốn mở ra để chúng ta thấy một cái nhìn chung về lịch sử của giáo hội, kể cả lịch sử cứu độ của người Do Thái. Một cái nhìn rất trọng, Thiên Chúa đã mời gọi những người Do Thái, những người dân thiên Chúa chọn đi vào trong để đổi được tham dự tiệc cưới của Chúa. Thế nhưng dường như người ta từ chối hết nhóm này tới nhóm kia, như một cái chủ ngôn về vườn nho đã nói đến. Người ta đánh đập trên đầy tớ này, người ta đánh đập nhóm người kia, và cuối cùng tư con thừa từ chính là Đức Giêsu, người ta cũng tìm cách để xin chết vì những cái bận rộn, những cái lo toan của cuộc đời, từ chối một cái niềm vinh dự, từ chối lời mời gọi của ông chủ lớn. Họ đã không nắm bắt cơ hội, họ đã từ chối. Và Chúa Giêsu cũng muốn mời gọi chúng ta ngưỡng vọng về một thế giới tương lai sau cứu ước là tân ước. Ơn cứu độ, bữa tiệc nước trời đó được mở ra cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể được đón nhận, ai cũng có thể được mời vào tham dự vào bàn tiệc đó với một điều kiện là lòng tin. Và cái lòng tin đó, tôi nghĩ rằng như là một tấm thiệp đã được mời. Qua ngày chúng ta đã nhận cái tích rửa tội. Khi mà chúng ta đã nhận cái tích rửa tội, đồng thời với việc là chúng ta lại nhận cái tấm thiệp được mời gọi vào trong nước trời. Thế nhưng thử hỏi xem, sự chuẩn bị, sự đón nhận cái tấm thiệp đó như thế nào ở trong cuộc sống để rồi chúng ta có thể được tham dự vào trong bản tiệc của Chúa. Lời mời gọi này, mời gọi của bạn các chị em suy nghĩ về cái cách sống của mình. Đôi lúc những cái việc làm này, những việc làm kia, như bạn khi mình nói đến, tôi mới mua một thửa đất, tôi mới mua tàu 5 cả bò, tôi mới cưới vợ, những cái lý do đơn giản ở trong cuộc sống có thể là những cái cám dỗ ngăn trở chúng ta đến với bản tiệc của Đức Trời.
Xin Chúa cho chúng con hiểu được ý nghĩa của bản tiệc đó chính là ơn cứu độ mà Chúa đã mở ra cho mọi người chúng con đón nhận với tấm vé là bí tích rửa tội, với một cái sự xác tín là niềm tin của chúng con và lòng trung thành của chúng con vào Chúa, để cho chúng con khẳng định lại cái giá trị đích thực của bữa tiệc nước trời, tức là hồng phúc mà Chúa sẽ dành cho chúng con trong cuộc sống đời sau, để cho chúng con có sự chuẩn bị